Xin chào tất cả các bạn. Trong quá trình nuôi rùa lấn đen thì chắc hẳn ai cũng gặp ba cái vấn đề như thế này. Thì cái thứ nhất là cái mùi hôi khi mình nuôi con ấu trùng rùa lấn đen, nó hôi quá, nó ô nhiễm mà hàng xóm xóm làng nhiều lúc ý kiến, và trong cái quá trình mình làm nó cũng khó chịu nữa. Và cái thứ hai là cái lượng thức ăn mình cho cái con ấu trùng rùa lấn đen, nó ăn nhưng mà nó ăn không hết đó. Nó dẫn đến cái trường hợp là nó sinh ra ruồi nhặng và nó hao phí thức ăn đi. Và cái thứ ba là cái thời gian để mà mình bảo quản thức ăn nó không có được lâu. Và có cái cách nào để mình bảo quản thức ăn? Thì sau khi một thời gian mình nuôi cái con ấu trùng rùa lấn đen thì mình mới biết được một cái loại men. Cái men này là cái men gốc, nó nằm ở cái dạng bột, thì nó giải quyết được cả ba cái vấn đề mình vừa nêu ở trên. Thì đây là cái men này các bạn. Cái túi này là 1 kg đó. Thì cái men này á, nó có cái tác dụng là ức chế vi sinh vật gây hại, giảm mùi hôi, tăng khả năng hấp thu, giảm tiêu tốn thức ăn và có thể ủ chua thức ăn cho vật nuôi ấu trùng rùa lấn đen. Và khi mà ủ chua thì mình để được rất là lâu, và đặc biệt nó giúp phân hủy các chất thải hữu cơ sang một cái dạng dễ tiêu để cho con gà, con vịt hoặc là cái con ấu trùng rùa lấn đen nó hấp thu được tốt hơn, nó không bị sót lại thức ăn và mình bảo quản được cái thức ăn lâu hơn. Thì cái men này thì mình sử dụng như thế nào? Thì khi sử dụng 1 kg men gốc này thì mình sản xuất ra được 100 lít men cấp 1. Từ 100 lít men cấp 1 đó mình sản xuất ra được 1.000 lít men cấp 2. Thì 1 kg này mình có thể ủ cho được 1 tấn thức ăn nguyên liệu. Rất là nhiều phải không các bạn? Mà tính ra thì cái giá thành để mà mình ủ trên 1 kg thức ăn thì nó chả đáng bao nhiêu tiền hết so với cái hiệu quả mà nó mang lại. Thì sử dụng cái này như thế nào? Thì đầu tiên để mà mình nhân men thì mình cần phải có 3 thứ. Đầu tiên là men. Cái thứ hai là cái bộ phụ gia tăng sinh. Cái này mình cũng không biết nó là cái gì, nhưng mà khi mà mình lấy của công ty á, thì công ty nó sẽ cho mình cái phụ gia tăng sinh này để mình nhân cái men lên. Và cái thứ ba nữa là rỉ đường, hay là gọi mật mía. Đây, nó có màu như thế này các bạn. Thì 1 kg men thì mình cần là 5 lít mật mía. Thì cái bước làm là như sau. Ta hòa 5 kg mật rỉ đường, hoặc là ai không có mật rỉ đường thì mình dùng 3 kg đường ăn cũng được. Và một cái gói phụ gia tăng sinh này vào một cái phi 100 lít nước. Đây, cái thùng này là của mình là 120 lít nước. Mình cho vào đây, mình hòa tan hết lên. Rồi sau đó mình cho cái men gốc này vào, khuấy đều, đậy nắp và ủ trong thời gian là khoảng 5 ngày. Thì chúng ta sẽ có được cái men cấp 1. Thank you.
sau 5 ngày mình nhân được cái men cấp 1 thì bắt đầu mình nhân lên men cấp 2. Thì để mà hòa tan men, để mà nhân men cấp 2 thì chúng ta cần là 45 kg rưỡi đường hoặc là 27 kg đường ăn và 9 lạng phụ gia tăng sinh, phụ gia dinh dưỡng này đó, để mình và sau đó là mình cho thêm 900 lít nước vào cái men cấp 1 này. Sau đó chúng ta khuấy đều, đậy nắp và ủ tiếp trong thời gian là 5 ngày. Thì chúng ta sẽ thu được 1.000 lít chế phẩm men cấp 2. Thì khi này thì cái men nó sẽ có cái mùi thơm nhẹ và vị chua nhẹ. Đó. Thì sau khi có men cấp 2 thì chúng ta có thể sử dụng để cho ủ thức ăn, hoặc là phun chuồng trại xử lý mùi hôi, hoặc là pha cho vật nuôi uống cũng rất là tốt các bạn. Thì trước khi sử dụng thì ta lắc đều trước khi sử dụng. Nếu không sử dụng hết thì ta có thể sang ra các cái bình có dung lượng nhỏ hơn và chế vào đầy bình, và luôn luôn là đậy kín nắp. Thì cách sử dụng để ủ thức ăn thì chúng ta dùng là 10 lít cái men cấp 2 này các bạn. 10 lít men cấp 2 là ta ủ được 100 kg thức ăn nguyên liệu. Thì nguyên liệu có thể là bã sữa đậu nành, hoặc là bánh mì, hoặc là phụ phẩm chế biến như thịt, tôm, cá, hoặc là bắp, hoặc là cám gạo. Ta trộn đều lên với cái độ ẩm thích hợp để cho ruồi nó ăn. Và sau đó chúng ta đậy kín lại và ủ 1 đến 2 ngày trước khi cho ấu trùng ruồi lớn đen. Thì ủ 1 đến 2 ngày, hoặc là chúng ta có thể bỏ nửa tháng đến 1 tháng cũng được, nó không vấn đề gì hết. Đó, ấu trùng ruồi lớn đen ăn vẫn tốt. Hoặc là cái cách thứ hai thì chúng ta có thể là dùng cái men cấp 2 này, chúng ta phun trực tiếp lên cái đống nguyên liệu cũng được các bạn. Chúng ta chịu khó phun đều đảo lên là được. Đó, để cho men nó chảy đều trên cái thứ ăn là ok thôi. Và còn nếu các bạn dùng để ủ cái thức ăn tự chế cho vật nuôi ăn á, thì có thể ta trộn 10 lít men cấp 2 với 100 kg thức ăn chăn nuôi như cám bắp, cám gạo, bột cá. Với cái độ ẩm thích hợp thì ta cho vào phủ bạt ủ trong 2 đến 3 ngày thì chúng ta cho vật nuôi ăn. Để cho vật nuôi ăn thì chúng ta không nên để lâu quá. Khi mà các bạn dùng để mà xử lý mùi hôi á, thì chúng ta cứ 3 lít chế phẩm men cấp 2 ta pha với 10 lít nước sạch, phun đều nơi ô nhiễm có mùi hôi thối. Thứ 2 đến 3 ngày là ta phun một lần thì nó sẽ giúp giảm cái mùi hôi rất là nhiều. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể phun lên trực tiếp những cái khay hoặc là những cái máng chúng ta nuôi ấu trùng ruồi lớn đen, chúng ta có thể phun trực tiếp lên trên nó cũng được. Còn nếu các bạn cho gia súc gia cầm uống á, thì chỉ cứ 10 lít men cấp 2 ta pha với 1.000 lít nước là ta cho vật nuôi uống. Nước là nước sạch nha các bạn, ta cho gia súc gia cầm nó uống. Đó. Còn đặc biệt gái nữa, cái đây là những người mà chăn nuôi thủy sản tôm cá rất là hay sử dụng. Thì cái cách sử dụng cho tôm cá như sau: thì ta sử dụng 10 lít chế phẩm men cấp 2, ta tạt đều trên diện tích là 1.000 m², bề mặt nước ao nuôi tôm 7 ngày ta tạt một lần, hoặc trộn đều 5 lít men cấp 2 với 100 kg thức ăn cho tôm cá ăn suốt vụ nuôi.